một video là quay những cây ở nhà vườn em là những cây cần thăng ha. Đó, thì mình lên giao lưu với quý cô chú anh chị mình là vậy cần thăng. Đó, giá cực rẻ luôn ha. Rồi, thì cây trên màn hình hiện tại là cây mã số 1 ha. Rồi, em sẽ xây một vài dòng cho cô chú anh chị mình xem. Đó, cần thăng. Tóc quái ha. Cây phong thủy. Đó, cây phong thủy cần cù hẳn tiếng nha. Rồi, em sẽ đo hông số cho cô chú anh chị mình xem ha. Thì cái này cho nó quấn rễ nên nó có những cái đoạn phù hù ha. Nên đo đại diện trên cái cốt trên đây ha. Rồi, dưới đây đi ha. Đó, đo đại diện đây ha. Đó, là cái hoành gốc nó là 10 xăng ha. Chiều cao, tính từ mặt chậu nha, là 18. Đó, full tàn là 19 ha. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình á, là 250k. Ở bên em bao ship toàn quốc luôn. Đó, cần thăng. Đó, hàng mini để bàn rất là đẹp nha. Đó, rồi em xin phép xuống cái này em lên tiếp mã số 2 ha, rất là đẹp luôn. Đó. Đó, bên em bán giá rất là rẻ luôn ha. Rồi em sẽ đo một số cho cô chú anh chị mình xem. Đây đo cái hoành cổ ở đây ha. Đó, hoành cổ ở đây là 6 nha. Đó, chiều cao của cây là 18, full tàn là 26 ha. Thì cây này em cũng giao lưu là 250k luôn ha. Bên em bao ship toàn quốc luôn. Rồi em sẽ xây một dòng nữa nha. Đó, giá rất là mềm luôn nha. Rồi em xin phép lên tiếp tác phẩm số 3 ha. Đó, tác phẩm số 3 cũng là cây cần thăng luôn. Đó, gốc rất là quái, rất là đẹp nè cô chú anh chị. Đó. Đó, rất to luôn ha. Củ bự, cái hoành thì cũng nhỏ nhưng mà củ nó quái, nó quấn rất là bự ha. Đây phơm tàn nó kín nè. Đó, bên em nuôi thần chậu luôn nha. Đó, nuôi hoa khoảng 2 năm nay rồi. Rồi em sẽ đo thông số đại diện cái hoành đó ha. Do là thân quấn rễ nó cũng khó đo ở bên dưới ha. Đây, đó, hoành ở đây là 7 cm ha. Đây. Chiều cao của cây là 19. Tán ngang là 19 luôn ha. Thì cây này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 250k luôn. Ở bên em bao ship toàn quốc luôn ha. Đây, rất là đẹp luôn. Oh, wow. Rồi. Thì bên em sẽ lên tiếp tác phẩm. Rồi em lên tiếp tác phẩm số 4 ha. Đó. Rồi em sẽ xây một vòng cho cô chú anh chị mình xem. Đó, quái rất là đẹp luôn. Ở bên em bán giá rất là mềm luôn ha. Rồi em sẽ đo hông số cho cô chú anh chị mình xem. Rồi đại diện cái hoành ở đây đi nha. Đây, hoành ở đây cũng là 7 luôn ha. Chiều cao của cây là 19. Full tàn là 23. Thì cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 250k luôn. Bên em bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi em sẽ xây một vòng nữa nha. Đó. Con nó quái, rất là quái luôn. Rồi em xin phép lên tiếp tác phẩm số 5 ha. Số 5 ha. Rồi đây sẽ xây một vòng cho cô chú anh chị mình xem. Đó. Cần thăng gốc quái. Cây nuôi 2 năm mà nha quý cô chú anh chị. Rồi. Oh, yeah. Rồi em sẽ đo hông số cho quý cô chú anh chị mình xem. Đây, hoành gốc nó ở đây á là 9 cm ha. Chiều cao là 23. Đó, full tàn của cây là 25 ha. Thì cây này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 250k luôn ha. Bên em bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi em sẽ xây một vài dòng nữa nha. Đó, rồi em xin phép lên tiếp cái tác phẩm số 6 ha. Rồi em xin phép lên tác phẩm số 6 nha. Đó, cây này cũng rất là quái luôn. Đó, phơm tàn nó thì nó đưa cũng kín này ha. Đó, thì cô chú anh chị mình về chia chơi thêm thời gian nữa thì phơm tàn nó sẽ ấm ra dữ hơn nữa nha. Rồi em sẽ xây một vài dòng ha. Cây quái rất là đẹp luôn, cây rất là già luôn ha. Rồi em sẽ đo một số cho cô chú anh chị mình xem. Đây, hoành ở đây là 7 cm, chiều cao của cây là 16, tán ngang là 21 ha. Thì cây này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 250k luôn. Ở bên em sao bao ship toàn quốc là cả cây lẫn chậu luôn nha.
Rồi, em xin phép lên tiếp tác phẩm số 7 ha. Lên tiếp tác phẩm số 7 ha. Rồi, em sẽ xây một vòng cho cô chú anh chị mình xem. Cây quái rất là đẹp luôn. Đó, tác phẩm số 7 nha. Đây, cô chú anh chị mình mặt bên đây nè. Đó, quái rất là đẹp luôn ha. Rồi, em sẽ đo hông số cho cô chú anh chị mình xem. Rồi, đại diện cấu hành ở đây đi nha. Ở đây đi. Không biết đường đo. Không biết đường đo được thiệt. Nó quái quá. Chỉ đại diện thôi. Chứ tại cái thân nó quái quá. Đó, hoành đây là 11 nha. Chiều cao của cây là 19. Đó, tán ngang là 27. Thì cây này em cũng giao lưu là 250k luôn. Bên em bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi em sẽ xây một vài dòng nữa nha. Rồi. Em sẽ phép lên tiếp tác phẩm số 8 ha. Em sẽ lên tiếp tác phẩm số 8 nha. Đó, cô chú anh chị xem nè. Đây, củ đây nó quái nó to lắm nha. Rồi em sẽ quay mặt sau ha. Rồi em sẽ đo hông số cho cô chú anh chị mình xem luôn. Đây, cấu hành cũ. Cấu hành cũ ở đây á là 15 ha. Chiều cao của cây là 18, tán ngang là 25. Thì cây này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 250k luôn ha. Ở bên em bao ship toàn quốc luôn. Rồi em sẽ xây tiếp vài vòng nữa nha. Rồi em xin phép lên tiếp theo tác phẩm thứ 9 nha. Lên tiếp tác phẩm số 9 nha. Góc quái rất là đẹp luôn. Rất là quái luôn ha. Rồi em sẽ xây một dãy vòng nha. Mặt trước tới mặt sau ha. Nó tàn ấm kính luôn. Rồi em sẽ đo hông số cho cô chú anh chị mình xem. Quái quá chắc đo đỡ ở đây nha. Tại giờ không có đưa cái thước vô mấy cái điểm khác. Được, tại nó quá tí quái. Nó dướng cái thước. Đó, hoành ở đây là 16 ha. Chiều cao là 16 luôn. Full tàn là 21. Thì cây này em cũng luôn là 250k luôn. Anh em bao ship toàn quốc. Rồi, để xây một vài vòng nha. Rồi, em sẽ phép lên tiếp tác phẩm số 10 ha. Lên tiếp tác phẩm số 10 ha. Cũng là tác phẩm cuối cùng của video hôm nay luôn. Rồi, đó, cây rất là đẹp luôn. Đó, quái em quay mặt trước mặt sau luôn ha. Đó. Rồi, em sẽ đo hông số cho cô chú anh chị mình xem luôn. Em đo, cây nó quái quá, em đo thước đưa vô nó hơi cực. Đó, cấu hành ở đây là 9 ha. Cái chiều cao của cây là 19, tán ngang là 25. Thì cây này em cũng giao lưu là 250k luôn. Ở bên em bao ship toàn quốc luôn ha. Đó, thì cây này cũng là cây cuối cùng của video ngày hôm nay. Đó, thì quý cô chú, anh chị có yêu thích bên em thì bấm đăng ký ủng hộ giúp mình bên em ha. Rồi. Rồi.